Nói chung nó cũng được, đi lại cũng thuận tiện, bình thường nó đi nó cũng dễ dàng. Nhưng mà chỉ bây giờ là nhà thì đông người thì ít đất quá, đất ở ấy. Hai ba thế hệ. Thì có như nhà chị còn bốn thế. Ừ. Nhà bây giờ 8 khẩu. Ấy dạ. Bây giờ ở mỗi một căn nhà không có đất để ở. Nhưng mà chị thấy cuộc sống ở đây thấy thay đổi, sống dễ sống hơn ở trên không ạ? Đấy, có, vẫn có, nhưng mà bây giờ có sống hơn dễ hơn ở thế trên. Là, thế là nhờ cái gì mà được như thế ạ? Nhờ xuống đây là cũng là nhờ được là xã quan tâm giúp đỡ, ban huyện quan tâm giúp đỡ, xong là cho bà con nói chung là cuộc sống cũng được tốt hơn.